Gần đây, cơm cuộn lá kim kim bắp của Hàn Quốc đã trở nên cực kỳ phổ biến tại Mỹ. Tại các siêu thị Mỹ, cơm cuộn lá kim kim bắp được bày bán tại gian hàng đông lạnh được người dân tranh nhau mua về. Thậm chí, món ăn Hàn Quốc này còn cháy hàng và mất khoảng vài tháng mới có thể nhập hàng lại. Chiếc kim bắp được những người có tầm ảnh hưởng influencer về ẩm thực giới thiệu trên video là sản phẩm của một công ty vừa và nhỏ tên là iCode tại thành phố Kumi, tỉnh Bắc Sang sau khi gặp gỡ một chuỗi siêu thị lớn của Mỹ trong hội trợ xuất khẩu vào năm ngoái, doanh nghiệp này đã gửi 250 tấn hàng bằng đường biển và bán hết trên toàn bộ các khu vực ở Mỹ. Công ty này nhận thêm đơn đặt hàng 500 tấn nhiều đến mức không thể sản xuất kịp. Giám đốc của công ty kim bắp đông lạnh iCode Ihochin cho biết, công ty này đã gửi đi hai container mỗi ngày, bao gồm khoảng 50.000 chiếc cơm cuộn lá kim kim bắp. Lượng kim bắp này luôn cháy hàng ngay lập tức, dẫn đến việc không đủ kim bắp để xuất đi. Trước đó, cơm cuộn lá kim kim bắp luôn được xem là một chủng loại của món sushi Nhật Bản. Ảnh hưởng của kim bắp tăng vọt như hiện nay được đánh giá là nhờ các nội dung văn hóa Hàn Quốc. Một nhân viên phụ trách mua bán của công ty nhập khẩu Đài Loan cho biết, trong 10 người trẻ Đài Loan thì có 9 người cực kỳ thích Hàn Quốc. Những người có tầm ảnh hưởng hay người nổi tiếng của Đài Loan cũng thường xuyên đăng các nội dung dùng thử sản phẩm Hàn Quốc. Cùng với đó, phòng karaoke thanh toán bằng tiền xu hay buồng chụp ảnh lấy liền được giới trẻ Hàn Quốc ưa chuộng gần đây cũng đang trên đường xuất ngoại trong đó các loại hình giải trí trên đã có mặt tại Mỹ, Canada và Australia. Các nước Đông Nam Á như Philippines thì đang trong giai đoạn ký kết hợp đồng. Theo giám đốc một doanh nghiệp Hàn Quốc, máy karaoke tiền su của Hàn Quốc đã được giới trẻ nước ngoài biết đến từ trước. Văn hóa Hàn Quốc cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm và tìm kiếm từ cộng đồng quốc tế. Từ đó có thể thấy, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của xứ sở Kim Chi đang tiên phong trong việc xuất khẩu các mặt hàng mang đậm bản sắc Hàn Quốc, bất kể sự đình trệ của nền công nghiệp chủ lực.